Anh chàng này là một đệ tử cái bang, sáng thì lang thang như mèo hoang chó dại, tối thì hành nghề lừa đảo tại một chợ đêm, hàng ngày phải tham gia bộ môn marathon bát hương vàng mở rộng, hay thường xuyên bị lũ đầu đường xó chợ hỏi thăm sức khỏe là chuyện quá đỗi bình thường. Không những thế, anh ta còn bị bọn chúng cho giấm đài ra quần, bắt liếm mũi dây thằng khác hay trò chui gầm chạn một cách đầy ô nhục. Tuy nhiên, chúng không biết rằng anh ta lại chính là một nhân tài luyện võ, không cam chịu trước sự bất công của xã hội thối nát. Anh chàng này quyết định khăn gói quả mướp lên núi để luyện kung fu, tưởng rằng không khổ mà lại khổ không tưởng. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường to như tổ bố thằng ăn mày, sáng thì súc miệng bằng cách băng qua chục quả đồi, trưa thì luyện tuyệt kỹ chém phát chết luôn, tối thì đánh túy quyền say xỉn. Sau khi xuống núi, anh ta đã trở thành một cao thủ không ai địch nổi, chấp hết các loại gió mùa, gặp ai anh ta cũng đánh, thấy môn phái nào anh ta cũng phang và trở thành idol của giới võ thuật. Nhưng cuối cùng, anh phải đối đầu với thằng được cho là luyện karate từ trong bụng mẹ để bảo vệ người mình yêu. Vậy anh chàng đó là ai? Điều gì đã khiến anh ta có động lực phi thường đến thế? Thì mời các bạn đón xem siêu phẩm võ thuật dựa trên một câu chuyện có thật mang tên Huyền thoại võ sĩ này nha. Cậu bé này tên là Choi, từ nhỏ đã đam mê võ thuật đường phố, nhận thấy cậu là một nhân tài để luyện võ. Một võ sư tên là Bonsu cảm thấy yêu mến nên đã nhận cậu ta làm đệ tử. Kể từ đó, hai thầy trò cùng nhau luyện tập trong một võ đường đơn sơ ngoài trời. Sư phụ không chỉ dạy cho Choi võ công mà còn dạy cho cậu những lẽ sống cao đẹp của một người luyện võ và ước mơ tự do như loài chim chinh phục được cả bầu trời. Nhưng rồi vào một ngày nọ, quân Nhật sang xâm chiếm đất nước Hàn Xiển, sư phụ Bonsu phải nói lời chia tay và dặn cậu cố gắng luyện tập do ông là một trong những người bị bọn Nhật truy sát để đàn áp cách mạng. Thời gian trôi nhanh như trò chạy ngoài đồng, với võ công mà sư phụ truyền cho, cậu nhóc Choi năm nào nay đã trở thành một võ sĩ vô địch của địa phương. Bỗng dưng một chiếc máy bay của Nhật Bổn lao qua thả truyền đơn, đó là tàu rơi tuyển mộ phi công quân sự chuyên lái máy bay bà già. Với giấc mơ chinh phục bầu trời, Choi ngay lập tức đánh ngất một binh lính Nhật, sau đó cướp quân phục rồi trà trộn lên tàu sang Nhật để làm phi công. Tại đây, cậu gặp một tên du côn không làm mà đòi có ăn nên hành nghề ăn cướp. Mày biết bố mày là ai không? Tư lệnh móc túi của vùng này. Tuy nhiên hắn không biết mình đã chọc nhầm người. Vừa dứt lời, Choi lên gối một phát vỡ luôn hai quả trứng cút của hắn ta. Sau đó anh tương thẳng vào hàng tiền đạo cho hắn biết bố mày là ai. Đúng lúc này lính Nhật cũng đã đến vây bắt Choi vì tội vượt biên trái phép nên anh đánh bài chuồn là thượng sách. Tên côn đồ cũng không kém phần long trọng. Thì ra hắn cũng là người Hàn Quốc lưu vong đầu đường xó chợ nên thường xuyên bị bọn giang hồ mõm dượt như cơm bữa. Nhảy lên một chiếc xe tải để bỏ trốn. Ai dè anh chàng Choi cũng có mặt ở đây. Khố rách gặp áo ôm, hai người bắt đầu làm quen với nhau. Hắn nói mình tên là Chun Bi, chuyên gia xảo quyệt ở cái đất này và luôn có rất nhiều người theo đuổi phía sau mà cắt đuôi hoài không hết. Vừa hai chiếc xe đi thẳng tới căn cứ không quân của Nhật nên may mắn Chun Bi cũng đã thoát khỏi sự truy bắt của lũ côn đồ, còn anh chàng Choi thì đến được nơi cần đến để học làm phi công. Tuy nhiên đời đã đen lại còn lắm lông, tại đây hai người cùng những thanh niên Hàn Quốc vượt biên trái phép đều bị bắt lại, đã không được làm phi công lại còn suýt trở thành món nướng bóng đêm bởi quân địch tập kích bất ngờ. Tên chỉ huy là Kaito xuất hiện, một thằng lính định xông tới thì liền bị Choi phản kháng, anh sút cho hắn vỡ mồm con chó sùm đấy đau đớn. Thấy vậy một thằng khác móc hàng nóng ra uy hiếp, tuy nhiên lại gặp ngay ông chàng sống, mày hộ bố mày cái, chỗ này nhiều máu này. Bỗng dưng tên trùng Kaito ra lệnh dừng tay, hắn không phục trước độ lì đòn không sợ chết của Choi nên rủ anh đấm nhau một trận, nếu thắng tao sẽ tha cho cả lũ chúng mày. Không được lái máy bay bà già thì sống còn ý nghĩa gì, Choi lập tức xông vào tấn công như một cọng lông cũng chẳng đánh trúng. Hắn ra tay thì anh liền trở thành bao cát cho hắn luyện kung fu, cứ đứng lên hắn lại cho Choi ngã xuống tập người đất mẹ. Hắn rút thanh katana ra chém thì anh liền quay lưng ra đỡ đường kiếm ngọt lịm. Điều này khiến Kaito vô cùng coi thường một người Hàn Quốc như Choi nên không thèm giết mà rời đi. Những năm sau đó, hai ông cháu Choi và Chun Bi trở thành sắc tanh của đội ăn mày đầu đường xó chợ. Sáng thì ăn xin, tối thì hành nghề lừa đảo. Hai người có một cỗ máy trò chơi, Chun Bi thì rêu rao đánh một đường 10, Choi thì giả làm người chơi trúng đẫm để dụ con mồi. Đang ăn nên làm ra chuẩn bị có tiền mua con iPhone 14 Pro Max thì bỗng dưng một đám bụi đời chợ lớn kéo đến. Do hai người chưa đóng tiền bảo kê nên chúng liền tới đây hỏi thăm sức khỏe. Biết Chun Bi là người Hàn Quốc, thằng cầm đầu cho đàn em sơi luôn cái mạng của cậu ta. Choi từ xa lao tới như một vị thần, lập tức giải vây cho thằng bạn. Không đàn em bất cứ thằng nào, một mình anh chấp hết. Nhân lúc Choi không để ý, thằng đại ca chơi bẩn rút kiếm ra cắn trộm sau lưng anh một phát. Hắn đang định cho Choi về thăm nhà vào ngày rằm vào mùng 1 thì lại đột ngột dừng tay. Choi sợ quá vãi đái luôn cả da quần khiến bọn chúng cười nhớ nắng nẻ chế nhạo anh là thằng đái dầm. Không những thế, thằng đại ca còn bắt anh liếm nước đái ở mũi giày rồi chui qua háng của hắn ta thì mới tha mạng. Không còn sự lựa chọn nào khác, Choi đành phải làm chuyện ô nhục này để bảo toàn tính mạng. Bọn chúng coi anh không bằng một con súc vật vô cùng đau đớn. Đúng lúc đó, một người đàn ông cụt tay xuất hiện. Thì ra ông ta chính là sư phụ Bonsu đã từng dạy võ cho anh hồi nhỏ. Sau khi bọn lính Nhật truy sát, Bonsu đã may mắn không chết nhưng đã bị chặt đứt một cánh tay nên trở thành dương quá. Gặp lũ khốn nạn ức hiếp đệ tử của mình năm xưa, sư phụ chẳng thể nào không ra tay dạy cho chúng một bài học. Chấp cho bọn chúng người đông thế mạnh, Bonsu tay không tấc sắt đánh cho lũ này lên bờ xuống ruộng. Vớ được sợi dây vải, anh liền cho chúng biết thế nào là lễ hội. Cuối cùng anh cướp kiếm khống chế thằng đại ca định cắn trộm phía sau. Biết rằng anh không phải dạng dễ nhai, bọn này sợ mất mật liền cúp đuôi bỏ chạy. Gặp lại sư phụ trong hoàn cảnh này, Choi vô cùng nhục nhã và đau khổ. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi. Sau đó sư phụ đưa hai ông cảnh về giáp xếp của mình, nơi ông đã tập hợp những người Hàn Quốc lưu vong lại để hành nghề kiếm sống.
Tại đây, cho một lần nữa cô xin sư phụ dạy võ cho mình như năm xưa. Tuy nhiên ông không đồng ý vì sự võ thuật chính là con dao hai lưỡi sẽ giết chết anh. Để thể hiện quyết tâm của mình, Choi quỳ trước cửa phòng Bonsu từ đêm tới sáng mặc cho mưa gió bão bùng. Thương hại Choi, sư phụ đưa cho anh một bộ quần áo và một cuốn sách võ thuật rồi nói rằng không ai có thể cứu mình bằng chính bản thân mình. Ngày hôm sau, hai ông cậy đang khởi nghiệp ăn xin trên phố thì bị một chiếc xe đâm trúng. Không ngờ người bước xuống lại là Kaito, tên chỉ huy đã từng đánh Choi một trận thừa sống thiếu chết trong căn cứ không quân năm nào. Nhìn thấy anh, hắn khinh thường và nói, liếm nước đái chỉ để sống kiếp ăn mày thế này thôi sao? Điều này làm anh vô cùng tủi hổ, ước gì mình là chủ tịch để cho hắn biết cái kết của việc coi thường người khác là thế nào. Đêm hôm đó, trên con đường hành khất ở chợ đêm, Choi thấy một cô nàng xinh đẹp bị mấy thằng Tây bắt nạt mà cảnh sát chỉ đứng làm ngơ. Ăn mày gặp chuyện bất bình chẳng tha, Choi túng tóc đấm thằng háo sắc một phát trúng mõm. Hắn rút dao ra bắt đầu phản công thì liền bị anh nhảy lên tung một phao củi trò sang ngang sầu ly biệt. Hai thằng còn lại sợ xun vào chỉ kịp nói, nhớ mặt bố mày đấy thằng chó rồi bỏ chạy mất dép. Choi ngỡ ngàng khi mình đã nắm tay người đẹp từ lúc nào không hay. Quả nhiên cô nàng cũng đứng hình mất 5 giây khi Choi rời đi mà không nói được câu gì. Sau chuyện này, Choi vui như bố đẻ em bé. Từ nhỏ tới giờ anh chưa một mảnh tình vắt vai, nay tự dưng lại có cái nắm tay đầu đời. Có tí gái gú vào nó khác bọt hẳn. Kể từ đó Choi nhận ra rằng võ công của mình không phải là vô dụng nên càng hăng say luyện tập để hành hiệp trượng nghĩa. Cái gì chứ bọn Tây hào sắc thì anh sẽ đánh cho không trượt phát nào, thậm chí là cho họa mi ngừng hót để giải cứu các cô gái nhà lành. Kể từ đó bọn chúng đã phát lệnh truy nã thưởng tiền cho ai bắt được anh. Bỗng dưng anh trở thành idol giới trẻ và có hàng container gái nguyện dụng chứng xin theo. Cô nàng Yoko cũng nhận ra đây chính là người đã từng cứu mình thì đem lòng thầm thương trộm nhớ. Choi cũng chẳng thể nào quên được cái nắm tay hôm đó nên quyết định bỏ nghề lừa đảo mà chuyển qua làm tài xế Grab chạy bằng cơm, nhờ việc này để tiếp cận người đẹp. Trong một cuộc xe ôm cho cô nàng Yoko, Choi đã bị phát hiện danh tính nên liền bỏ chạy. Tuy nhiên thằng Tây đã chặn đầu và tặng cho anh một viên kẹo đồng ngọt lịm. Tỉnh lại sau cơn lú, Choi thấy mình đã được cô nàng Yoko mang về cứu chữa vết thương. Cô nói lời cảm ơn và bày tỏ muốn hai người làm bạn từ đây. Đúng là thời tới không cản nổi, những ngày sau đó hai người thường xuyên gặp nhau và hẹn hò rất nhiều, tình cảm dần đẩy lên tới mức trên tình bạn dưới tình yêu như trong cổ tích. Bỗng dưng một ngày nọ, Choi gặp một thằng tóc dài nhìn đời bằng nửa con mắt, trông quen quen hình như chưa gặp bao giờ. Hóa ra hắn ta chính là đàn em của Kaito mà anh đã từng gặp trong căn cứ không quân ngày nào. Tóc dài dẫn Choi đến gặp anh ta, Kaito nói rằng nếu như tao còn thấy mày làm loạn nơi này thì một người luyện karate từ trong bụng mẹ như tao sẽ cho mày bới đất tìm răng hết đường về quê chăn vịt. Thì ra sau khi chiến tranh kết thúc, với võ công cao cường, thằng Kaito này trở thành chủ tịch hiệp hội karate Nhật Bản. Hắn không muốn Choi lấy danh nghĩa võ sĩ đạo samurai trong khi anh lại là một người Hàn Quốc. Cùng lúc đó, lũ giang hồ bụi đời chợ lớn từng bắt Choi liếm giày đang đi hoành hành cướp bóc khắp nơi tới rạp xiếc của sư phụ Bonsu. Chúng muốn cướp số tiền mà cả đoàn dành dụm để xây trường học cho lũ trẻ con đường phố. Dĩ nhiên với lũ lương tâm đã bị cho nó tha thì sư phụ Bonsu chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Tuy nhiên ông đã bị thằng đại ca cán trộm sau lưng bằng một nhát kiếm chí mạng. Choi và Chunbi chạy toát hết cả mồ hôi háng trở về nhưng đã quá muộn. Akai con chim cú, ngày hôm sau Choi dẫn 500 anh em vác gậy đi báo thù cho sư phụ. Trong cơn mưa ngang qua, hai bên lao vào giao chiến một trận sống mái. Dĩ nhiên bọn xã hội đen sống bằng nghề đánh đấm nên có phần chiếm thế thượng phong, thà sống vinh còn hơn chết nhục. Không chịu được uất hận, một anh béo đã cầm dao lao vào liều chết với thằng cờ hó đại ca khốn nạn. Choi cũng bị dính một đòn bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát tới nơi, cuộc chiến kết thúc với vô số thương vong. Sau trận chiến này, Choi mới thấm lời của sư phụ dạy năm xưa: công lý mà không có sức mạnh thì chỉ là vô nghĩa. Kẻ nào mạnh chính là công lý. Biết rằng trong cái xã hội thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều này, kẻ yếu sẽ không bao giờ có tiếng nói. Hơn nữa gái gú chỉ là phù du, cung phu mới là tất cả. Cầm quyển sách mà sư phụ trao trên tay, Choi quyết tâm chia tay bạn gái rồi khăn gói quả mướp lên đường khổ luyện để đi tìm chân lý. Lên tới ngọn núi cao, Choi dựng một căn lều nhỏ rồi lao vào luyện tập. Những ngày đầu gian khổ phải cắt tóc bằng dao, ăn quả dại để sống qua ngày. Anh không khác gì thằng bị tậu hỏa nhập ma, nhưng rồi nghĩ đến cái chết của sư phụ và những người anh em cùng với ý chí kiên cường, Choi khắc phục khó khăn ngày đêm luyện tập từ ngày này qua tháng khác. Sáng dậy xúc miệng 69 km vượt núi băng rừng để khởi động cơ bắp, sau đó trèo lên núi băng để rèn luyện sự dẻo dai, đấm vào thân cây để luyện tuyệt kỹ đấm phát trên nhan răng, tay không chém đá như chém bùn, cột gỗ cũng bị sút gãy làm đôi, đầu đội trời chim đặt đất chỉ bằng một ngón vô cùng uy lực, luyện đến nỗi bộ quần áo sư phụ trao cho cũng đã rách tan như sơ mướp. Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập, cuối cùng sau bao ngày khổ luyện, Choi cũng đã tu thành 10 quả, sáng tạo ra môn võ của riêng mình và quyết định xuống núi. Cuộc bộ đến vùng đất Kyoto, môn phái đầu tiên mà anh khiêu chiến đó chính là đạo trường Nijo. Nhìn Choi như thằng ăn mày và nhận ra anh là thằng đái năm xưa, các võ sĩ nơi đây vô cùng ngao ngán. Tuy nhiên Choi nói, bố mày xin một lần được chết thì tên sư phụ ngay lập tức cho anh lên võ đài để dạy một bài học. Gã võ sĩ đầu tiên đã luyện cung phu 30 năm nghe có vẻ khá ra gì và này nọ. Ai dè bị Choi sút 3 phát thì không gượng dậy được, cũng đúng mà thôi, cột gỗ anh còn sút gãy thì xương người không nát mới là chuyện lạ. Đấy là luyện võ 30 năm còn trụ được 3 chiêu, chứ luyện võ 20 năm đổ xuống thì chỉ một phát đã đáp mộ cuộc tình ngay tại trận, đánh cho không sót một ai. Cuối cùng là thằng đạo trưởng, hắn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nhưng rồi hắn cũng đã phải gục ngã.
Sau trận đấu này, cho nổi như cồn trên các mặt báo không ai là không biết đến, thậm chí anh còn được fan hâm mộ dùng tàu chiến để băng qua đại dương đến một võ đường nổi tiếng ở Sapporo. Tuy nhiên, võ sĩ karate nơi này cũng không khá khẩm hơn là mấy, như một hiện tượng mạng, không một câu chuyện nào của người dân không nhắc đến cái tên Choi, một con thú cô độc nhưng lại đánh bại rất nhiều môn phái. Cô nàng Yoko xinh đẹp nghe đài thấy tên người mình yêu thì vô cùng bồi hồi, dù mạng nhẹ răng kỳ lối nhưng vẫn một lòng đợi anh trở về. Tuy nhiên, người dõi theo anh nhiều nhất không phải là Yoko mà là tay sát thủ nhìn đời bằng nửa con mắt này. Kaito nhận được tin thì vô cùng ghen tị với Choi, hắn không ngờ có một ngày anh lại mạnh đến thế. Nơi nào còn kẻ mạnh thì nơi đó có sự xuất hiện của Choi. Tìm tới võ sư Mori của phái Conan, một phát gót chân cũng đủ làm ông ta xây sầm mặt mày. Cuối cùng Choi tìm tới một môn phái ninja hùng mạnh nhất ở vùng đất Himage. Các camera chạy bằng cơm đã có mặt để sẵn sàng ghi hình lại buổi thách đấu. Không cần chào hỏi, tay ninja lợi dụng địa hình địa vật quen thuộc nên đã lập tức tấn công như vũ bão. Thấy nắm đấm của Choi quá uy lực, hắn chưa bẩn dùng miệng phun thuốc độc vào mắt Choi khiến anh không thể phản công. Sau đó cả hai ôm nhau lao xuống sông tắm cho nó mát. Một lúc sau, Choi xách cổ thằng ninja khắm bữa này nổi lên mặt nước trước sự kinh ngạc của khán giả xung quanh. Với tuyệt kỹ dùng tay chém phát chết luôn mà mình đã tu luyện, Choi về tìm tới một khu rừng trúc để tay không thách đấu một phái kiếm thuật Okamoto vô cùng nổi tiếng. Vậy nên vừa vào trận, Choi đã bị ăn một kiếm vào đầu khiến anh trở thành kẻ có máu mặt. Tuy nhiên ngay sau đó, Choi đã dùng tuyệt kỹ của mình chém gãy cả kiếm của đối phương, tiến đến là một địch 10 bằng chiêu thức chém phát chết luôn vô cùng đáng sợ và giành được chiến thắng. Môn phái tiếp theo là Hirano với môn võ judo vô cùng lợi hại. Tên võ sĩ tung anh lên trời rồi lại giáng xuống đất như một con nhái bén. Tuy nhiên đó cũng chỉ là thăm dò sức khỏe của đối phương. Choi vùng dậy vận khí đan điền tung cước và mu bàn chân đắp chiều đối phương tại trận. Cuối cùng anh tới một hang đá để giao đấu với đại sư của phái Ihashi, bậc thầy của môn võ Aikido. Vừa vào trận, hai người có vẻ ngang tài ngang sức nhưng rồi cũng đâu vào đấy, Choi chặt gãy cánh tay của đối phương và giành chiến thắng. Sau bao ngày nam chinh bắc chiến, Choi đã đánh bại tất cả các môn phái trên đất nước Nhật Bản bằng môn võ mà mình sáng lập ra. Thất bại trước một tên vô danh tiểu tốt, các môn phái phải dỡ biển hiệu để bảo vệ sự liêm sỉ của mình. Giới truyền thông coi anh như một con mãnh thú sổng chuồng. Giờ đây người có thể đối đầu được với Choi chỉ có thể là chủ tịch hiệp hội karate Nhật Bản tên là Kaito. Dưới sức ép của dư luận, Kaito nói rằng võ công của thằng đái dầm chỉ là môn võ mèo cào, chỉ là thằng du côn rẻ rách phong cách bà già, gặp tôi đấm cho mấy phát. Tuy vậy nhưng hắn đã âm thầm cử người đi ám sát Choi. Sau khi nam chinh bắc chiến, cuối cùng Choi cũng tìm về với chị đẹp Yoko, người con gái mà anh yêu thương muốn bảo vệ suốt cuộc đời này. Trong lúc cô nàng tắm cho Choi, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên sau bao ngày xa cách. Hôm sau khi Choi áo quần vành bao cùng mỹ nhân cho các fan cứng như bê tông xin chữ ký, tay sai của Kaito đã âm thầm xiên anh một nhát dao vào bụng nhẹ nhàng như đưa nàng đi ẻ. May mà được ông bà dưới suối vàng gánh còng lưng và bác sĩ cứu chữa tận tình, Choi đã qua cơn nguy kịch và không ảnh hưởng đến tính mạng. Lo cho người mình yêu chưa kịp động phòng đã phải đi chầu Diêm Vương, chị đẹp Yoko bắt anh hứa rằng từ nay về sau không lên võ đài thi đấu nữa. Cô không muốn anh bị thương, không muốn anh bị đau, anh đau một thì cô đau 10. Tình cảm đã nồng nàn ngay từ cái nhìn đầu tiên nên muốn cùng anh đi nốt chặng đường đời còn lại cho đến khi đầu bạc răng long. Choi cũng tâm sự rằng giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về vàng bóng em. Anh sợ một ngày không được nhìn thấy nụ cười nằm dọc của em được nữa mà thôi. Sau những tuyệt kỹ tán gái như rót mật vào tai thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Khổ luyện cung phu anh còn làm được, trừ giam ba cái tuyệt kỹ Doãn Chí Bình quyện cô với anh cũng chỉ là mũi mà thôi. Vừa hứa với cái nóc nhà còn chưa khô nước bọt. Ngày hôm sau, Choi nhận được một bức huyết thư thách đấu. Đây không phải là môn phái nào khác mà chính là thằng sát thủ tóc dài của Kaito nhìn đời bằng nửa con mắt. Tuy nhiên anh dâu như đồng xít chẳng thèm quan tâm. Thấy Choi không có động tĩnh gì, hắn ta liền tới đánh cho thằng bạn Chunbi một trận thừa sống thiếu chết. Chunbi nói người tiếp theo mà hắn nhắm tới đó chính là Yoko để ép anh ra tay, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, để bảo vệ con ghệ của mình. Dù đang bị thương nhưng anh chàng Choi vẫn đến hẹn hò với hắn ta tại một ngôi miếu bỏ hoang. Trong khi anh tay không tấc sắt thì hắn ta lại dùng thanh katana sắc nhọn, đúng là chơi quá đẹp, lập tức bị khống chế, Choi chỉ có thể dùng tay không đỡ kiếm. Nhớ lại tuyệt kỹ mà mình từng khổ luyện trước đây khi còn trên núi, Choi tung chiêu thức đấm phát chết tươi và thẳng tóc tốt, không ngờ rằng hắn hộc máu đi Tây Thiên Thỉnh Kinh mà không kìm nói lời trang chối. Ngày hôm sau, Choi lập tức đưa vào trại giam chăn kiến chơi, cô nàng Yoko đòi vào gặp nhưng anh đã từ chối vì lỡ bội hứa với em yêu. Anh vô cùng ân hận vì hành động của mình đã cướp đi sinh mạng một người vô tội. Kaito thấy cái chết của thằng em dại thì vô cùng tức giận, hắn muốn tự tay quyết đấu một trận sinh tử với Choi để báo thù cho huynh đệ và lấy lại danh dự cho võ thuật của Nhật Bản. Chính vì thế, hắn không muốn anh chết trong trại giam nên đã tác động để cảnh sát thả anh ra. Với lý do anh giết người chỉ vì tự vệ. Ra tù, thằng bạn Chunbi đón anh cùng với một cơn mưa rào như những giọt nước mắt của cô nàng Yoko. Tưởng rằng Choi sẽ quay về tìm con ghệ của mình, ai dè anh lại lên tàu đến một nơi xa, tới một ngôi làng hẻo lánh, đó chính là nhà của người mà anh đã giết, nơi đó còn có vợ và con trai của sát thủ tóc dài. Tại đây, Choi chỉ biết quỳ gối nói lời xin lỗi tới hai mẹ con. Tuy nhiên, người vợ nào có thể chấp nhận lời xin lỗi đó của một kẻ đã giết chồng mình? Con thì mồ côi cha, vợ thì mồ côi chồng. Choi đã vô tình phá vỡ một gia đình hạnh phúc. Cô vợ không kìm chế được đã tạt cứt vào mặt Choi để đuổi anh đi. Nhưng giờ đây, anh đã nguyện làm trâu làm ngựa cho hai mẹ con để
chuộc lại lỗi lầm của mình nốt quãng đời còn lại. Ngày này qua tháng khác, cha vẫn ở đó để mong hai mẹ con tha thứ cho mình. Và một ngày nọ, cậu bé bị lũ bạn bắt nạt vì không có cha, cha đã tới giải vây và dỗ dành. Vậy là cậu bé đã mở lòng nên nói muốn lên đỉnh núi cao nhất để ngắm mặt trời. Ngay lập tức cha không còn ngại gian khổ nên đã cõng ông cạnh con này vượt qua núi cao gió rét để cố gắng thực hiện ước mơ dù vết thương còn đang rỉ máu. Trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng cha cũng đưa được cậu bé lên đỉnh Mèo Vạc ngắm ánh mặt trời. Từ đây cậu bé cũng đã coi anh như người cha thứ hai của mình mà không hề ghét bỏ. Bỗng dưng thằng bạn thân Chunbi xuất hiện, anh nói bọn Kaito muốn ép anh ra thi đấu nên tung tin đồn cha đang tắm tên mèo mà gà đồng với vợ của sát thủ tóc ngắn, chửi anh ra thi đấu chứ không nên chạy trốn. Hiểu được lòng cha muốn chuộc lỗi với hai mẹ con mà quên đi thực tại, vợ của sát thủ tóc ngắn bảo anh hãy chiến đấu để trở thành võ sĩ giỏi nhất. Từ đó làm gương cho con trai cô noi theo để khôn lớn thành người dù không có sự nuôi dạy của cha, không còn cách nào khác để giữ danh dự cho hai mẹ con, cha đành tạm biệt rồi rời đi mặc cho cậu bé chảy nước mắt vì nhớ anh. Làm lông tóc tai đẹp trai vuốt vuốt, cha tiến vào võ đài thách đấu. Tưởng rằng giao chiến luôn với thằng Kaito, ai dè hắn cho một lũ võ sĩ hấp diêm hội đồng chơi cùng một lúc. Tuy nhiên mấy thằng này nào có là tác giả tác phẩm gì với chơi, anh cũng chỉ coi bọn chúng như bao cát cho anh khởi động sau bao ngày nuôi cá và trồng rau trên núi cùng hai mẹ con mà thôi. Một thằng đến là một thằng gục, hai thằng đến thì sang Việt Nam mua thuốc chữa bệnh xương khớp cả hai. Cuối cùng Kaito cũng xuất đầu lộ diện, hắn ngông cuồng nói: "Mau alo cho con ghệ đặt sẵn cho mày cái áo quan đi là vừa." Chơi sa mạc lời không thèm đáp lại, bước vào trận đấu, cho hắn tấn công mà không thèm đánh trả, thì ra anh đang cảm nhận sức mạnh của hắn ta, biết rằng thằng này cũng chỉ là dạng nồi niêu xoong chảo. Cho bắt đầu phản công khỏe như máy xúc, hắn đứng lên, anh lại cho gửi nụ hôn vào sàn đấu. Tuy nhiên cuối cùng nắm đấm của Choi lại dừng lại mà không ra tay giết hắn. Anh không thể lặp lại vết xe đổ lúc trước, điều này khiến cho Kaito vô cùng tâm phục khẩu phục trước sức mạnh và ý chí của Choi. Một kẻ đầu đường xó chợ được mệnh danh là thành đái dầm mà hắn đã từng khinh và nay lại phải nhận một cái kết đáng mề. Từ đó về sau, Choi sống một cuộc sống hạnh phúc bên cô nàng Yoko xinh đẹp, ngày thì luyện kung fu karate, tối thì luyện nhất dương chỉ. Anh đổi tên mình thành tên của người Nhật là Matsusato Oiyama và loại võ công mà anh sáng tạo ra được đặt tên là Karate Kyotushin. Sau khi đã trở thành võ sĩ bất khả chiến bại không ai địch nổi, giờ đây chỉ có sức mạnh của bò tót mới có cửa để tiếp nối anh ba chiêu. Đây là bộ phim kể về cuộc đời của huyền thoại võ thuật Oiyama, người đã sáng lập hệ phái Karate Kyotushin. Oiyama vốn là người Hàn Quốc cho nên năm 2004, điện ảnh Hàn Quốc dựng bộ phim này kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông và cũng thân tặng gửi đến anh em karate nói riêng và anh em võ thuật nói chung bộ phim này. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, công lý mà không có sức mạnh thì chỉ là vô nghĩa, sức mạnh mà không phục vụ công lý thì sẽ trở thành bạo lực mà thôi. Vì vậy trong mỗi chúng ta cần rèn luyện cả về tài và về đức, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Choi ăn mày 3 năm chẳng ai biết đến, giỏi võ cái là vạn người mê. Muốn có gái xinh như Choi thì phải có tài và giờ quan trọng nhất phải là tài sản, còn thân tôi thì cho không mà không ông nào tán, đến ốm luôn. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người, I love you Pak Pak. Bye bye!